Thưa quý vị và các bạn, trước tình hình dịch COVID-19 đang có diễn biến ngày càng phức tạp, lực lượng chức năng đang gồng mình chống dịch, thì cả nước đã xảy ra không ít vụ việc hành vi chống người thi hành công vụ tại các chốt kiểm dịch y tế. Việc làm này không chỉ ảnh hưởng tới tình hình an ninh trật tự mà còn có thể dẫn đến nguy cơ lây lan dịch bệnh. Vì vậy, phải xử lý nghiêm những đối tượng này. Đây là hình ảnh được ghi lại tại chốt phòng chống dịch COVID-19 đầu ngõ 108 Nghi Tàm, phường Yên Phụ vào cuối tháng 7. Tại chốt chống dịch, cặp vợ chồng này yêu cầu được đi vào bên trong với lý do thăm mẹ nuôi. Lực lượng làm nhiệm vụ thấy lý do này không phù hợp với việc thực hiện giãn cách xã hội nên đề nghị hai người này quay về. Tuy nhiên, cặp vợ chồng này đã có hành vi chống lại lực lượng chức năng. Và đây là đối tượng Đỗ Thu Hà, chủ quán karaoke Linh Dương tại số 82 Phạm Ngọc Thạch. Hà đã có hành vi chống đối lại yêu cầu kiểm tra quán của lực lượng chức năng. Phải sau 30 phút, dưới sự quyết liệt của cơ quan chức năng, nhân viên phục vụ quán mới mở cửa, còn Hà vẫn cố thủ không phối hợp. Điều đáng nói, vào lúc này trong quán có nhiều người đang hát karaoke, bất chấp lệnh giãn cách theo chỉ thị 16 và chỉ thị 17. Em cũng biết là chống dịch nhưng mà vì là làm ăn kinh tế khó khăn, cửa hàng thì mấy năm đóng cửa, em cũng không có ý định mở thì kinh doanh thường xuyên hay như nào. Hôm đấy cũng là cái ngày cuối tháng để dọn dẹp nhà cửa thì mở cửa ra để dọn thôi. Thì hôm đấy có bạn khách nữ vào thôi. Bạn khách nữ vào thì nhân viên có nhận. Hai bạn khách, một bạn 5 người, một bạn 10 người. Hiện tại, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Đống Đa, thành phố Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi chống người thi hành công vụ đối với đối tượng này. Đây chỉ là những vụ việc điển hình về việc chống người thi hành công vụ trong thời gian gần đây gây nguy hại đến công tác phòng chống dịch. Tôi thì hiện chúng ta đang chung tay để cùng với Đảng, Nhà nước và tất cả các cấp để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch. Mỗi một người dân chúng ta cũng như là các cái hộ kinh doanh cần chấp hành nghiêm các cái quy định liên quan phòng chống dịch. Tất cả những hành vi mà chống đối lại cái lực lượng mà phòng chống dịch COVID-19 đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, và có những cái hành vi phải xử lý hình sự theo Bộ luật Hình sự 2015 để đảm bảo tính răn đe và phòng ngừa chung. Bên cạnh đó, khi xét xử người có hành vi chống đối lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch thì cần phải áp dụng các tình tiết tăng nặng. Lợi dụng vào cái tình trạng khó khăn của xã hội, tình trạng thiên tai, dịch bệnh, chiến tranh mà phạm tội thì đây đều được coi là các tình tiết tăng nặng. Ai cũng phải tự được hiểu và phải thực hiện vì cái quy định của pháp luật là như vậy. Và hai nữa là cũng vấn đề nguy hiểm cho xã hội, nó đặt vào tình trạng báo động hơn. Thế cho nên là khi xét xử về tội phạm mà có liên quan đến bệnh dịch thì trong tình trạng này thì đều phải xử chiếu theo dưới cái quy định của pháp luật về tình tiết tăng nặng. Để ngăn chặn tình trạng chống người thi hành công vụ, ngoài việc xây dựng kế hoạch đấu tranh trấn áp tội phạm nói chung và hành vi chống người thi hành công vụ nói riêng, thì nâng cao khả năng ứng phó trước các tình huống cho lực lượng thi hành nhiệm vụ, đồng thời phải kịp thời đưa ra truy tố xét xử nghiêm những đối tượng có hành vi chống người thi hành công vụ.